Số này tao khăn sọc tội dân này hay là lợi dân chụp này chỉ mùi nâng video clay mùi tiết đẹp tông chỉ mùi nâng sâu về à mối nữa đây video nữa đi vì sự điện ca về nhóm thua lượng môn đá cứ đẹp tông chỉ mùi nâng ca ổ đi tên á cứ dân ổ đi từ lỡ pha xe bao dưỡng rồi có nhé dân ổ đi từ lỡ pha xe bao dưỡng tầm bấy trade mơ activity để bao user ná đã có pra resource bao dưỡng rồi chia copy delete update insert chẳng hạn mà delete những tờ remove những tờ chẳng hạn nó dùng để chỉ pro software mỗi cứ net netrit đấy và thứ software nó dùng từ lạng với dùng thử ca con actual server express nằm bởi thuộc chỉ để tập bài hết á chẳng hay mình phía smog smog tích hơi chẳng nhưng mình software mỗi tiết đại software nó chia software license dùng thử register lôi nằm bởi tình license nâng chẳng hạn á ok nè mới sau về bao nhiêu chẳng nè ok nhóm bạn ai mới cứ này ở nè phải check cứ này vỡ nè và nhóm bạn đã lại sân về show thấy chẳng ở sau về nó vì lo mình tên sự nghiệp dương chỉ em đi sẽ tới lơ để can server nè phù với chuôi dương ca tạp đàn activity boy user bạn chơi nè ok chẳng vì tối nay nhóm còn là chỉ ca thua demo thế hay sân gì đó kia chọn nhóm thua to đã to cho mỗi nâng ca implement rồi có ca configuration ấy nên ai comment khăn khổ bán đọc chấp bị đọc nè lang tới đây comment cho nhầm thua nhầm được thua tại bà khổ đọc nè ấy nhầm mặt thua thế cứ bị tàu nâng chẳng hạn đó thua nè khá có tốt lụa và mình này tha ở quạt đăng bề nặng đáy là có chạy em lấy chẳng hạn đó có tốt lụa tội chẳng tờ nó chưa được bỏ qua ta xâm lạc nhóm mặt trong tốt lụa tê nhầm trong chạy em lấy nó không bạn đăng đó không chẳng hạn ok chắc hắn đi cứ chuyện đã support này bảo vệ support từ bộ kế đại viên nâng lột bảo mệnh tụ tới ông pi traffic ông pi alert mistake ấy để bảo user bảo trên pi server bảo dưỡng anh ấy chắc hắn đi cái lệnh mơ khẳng đấy cứ dùng miền để one để thu tại bảo hắn đi miền ngày chẳng nói viên nâng lột tàn bằng chắc là tạm ngày dùng bằng khẩn phật tại nếu nhầm tâm thu ăn pi thằng ngày thế tại tông cho mình nâng ca ở việc trade nữa ok nên cứ chia ta phải trả tổng một user log on một triệu mới tiết cảm thấy nó cứ bị ad audit từ lơ group policy từ lơ ca format bỏ user ca delete user ca đồ password ca delete thì tới ca remove với tiệm vi thuốc ca trade từ lơ ta ca nghĩa để admin quạt khơ ca chain report lơ server nó được chia và cả user thay may change group policy configure này configure nó cứ cái một thì nó cứ về những thuộc cả audit ở dân khởi nhé xong bây tại dân xong bây tại user còn đọc plat cho mà sân còn nữa có cái một thì nó về lượt ở dân đang thả có đọc plat cho có thử ấy là chẳng hạn mà đang về lọ đài ok ok lâu đọc này anh mới khởi những vị trí đã support tu tới vì miền cái lại này cứ cái đã tha top user lock fair nữa cái lại này user có lock show đó vậy phải xuất khó phải những tới vì sau ở dương khởi những cái này cứ là không để chứng minh để dương miền computer pí hay miền group pí hay năng miền user miền group này nè sản phẩm mùi năng user mùi phong được prà prà này là bị trade hay cái này cứ chỉ tại vì error code nữa miền mà user đấy mà bật password đấy nữa mà bị đăng thay dương bad password viên lý ở dương khởi tiền hay khẳng đấy cứ tạo tông chúng mới đang log on nữa và log on mà dương hay còn không đấy tạo tông chúng mới password change hay nó set user chẳng mà sân giờ dương miền ca change password được coi user để tự ban log và log lại server về để dương vài password call chuyển động bởi vì đang lý mà khẳng đấy ở dương khởi tiền tức nữa ok ok khẳng đấy cứ chỉ là lượt tư tới tạo tông chúng mới đang kỳ định so tạo tông chúng mới đang trap bò chẳng nữa thôi ở thôi mình user mới có bản thừa ca này user administrator nó có bạn delete file có folder mùi chẳng tới vì lý ở dưới khởi nhé nè bà ok vì bà hành bỏ mình tu tư bê là user tự thuộc activity thử action nào mùi nên lơ pha xe để dưỡng trade nó cứ vì nâng thuộc ca alert ở dưỡng khởi này tình nè bà ok hai bà tốt tiết cứ cả lại ní cả lại mơ report tu tư lại mơ report tu tư nó dưỡng mơ tại tông cho mỗi nick cứ report cái mail report em mỗi cứ user này nó có phở host name của bạn này cái okay. Có mình này tha có bad password password có sao chẳng hạn đó bạn anh ấy có mistake là việc hàng phải làm dưỡng đó bạn nè
chia sẻ room fair recent bad password thế đó nè bà ok phần mềm tụt này cứ chia cả lại phần mềm đã tông mở report chỉ mới nó user nên ok này khởi nhỏ trong bạch a nó được ok này ok này ai mở khởi bạn nè mình mình trơn mình user log on activity nè chân được bây giờ user còn log show server vì nâng thua cả mình thà phép dân người ta còn lọc nó cứ sạch sẽ được cà phê nè ở đó họ user mới lấy IP bên đấy còn lọc cho đó sạch sẽ nè ok hay bị bọc mistake màu chết từ nè tại bởi lọc in phá vì nâng phép dân tiệt nè ok anh ý ok anh ý kẻ tôn mới group policy và sân chỉ mấy ca cái phải group policy có điện đấy vì nâng thua cả liệt lượt ở giữa đó nè và OU ok anh ấy sẽ kênh current này chẳng nè và vì nâng thua ca này chẳng tầng nè ok nó sẽ sang nhóm bán cài bây giờ cơ khoa configure với chẳng vì trái khách với phép dương nè okay. Chẳng vì chui ca nghe dân trơn mình tên nhầm dây giờ đã đã với chui ca nghe dân trơn chúng mình nâng ca audit trang từ lơ activity từ lơ scam phép switch từ lơ Windows server bởi dưỡng nâng nâng từ lơ scam phép bởi user để qua pra resort bởi dưỡng nè ok chẳng mình trơn cứ lại file audit nè là dân trong mơ là ta user dân có thể khá lạc nha bạn kì còn lúc ấy chẳng đó hơi dạ tông mình đi dân ai integrate với chúng mình nâng net app nhưng ai integrate chúng mình nâng silology được kia đó nè hát dân trong trade chúng mình nâng nát của bà này nè ấy bạn thế chỉnh lưu viên máu hơi dân add server tới hay dân quay chung mua nè bởi dân cho máu hay dân select tam thông đá nó cho step B chẳng vì ở đây tới giờ xa nhỏ bên này ở bên này chẳng nhầm ở bàn thôi ở đây này khởi nhé nè và một cái này trong thuốc đó kia ai cho bà cán vui chuồn nè vui mất nè cho mọi nhân viên bếch nhầm ảnh đường thuốc tại tông mình nè nè ok nên vì ai add integrate cho mỗi nâng bộ phết operation là tay tiết trơn bật đặc là tay tiết trơn nè và nít cứ lại dân mớ audit dân mớ là file audit report ở nick cứ chia ra phép tụ tới dùng bên trang phổ phép file delete nhưng mà trong một người mở file này kể delete thôi create modify cài mua hay năng copy nè vì bị xét chiên ở nơi lơ à cam thì là muốn nhập đi mọi đó này nó cứ việc mình có lại copy and paste chẳng đôi chia với thời ca license là in the boy pra này tại đi sao những pack license cho hai chẳng vì miền option đi mùi copy and paste nè nó bây giờ nhóm chọn lớp copy and paste vì nó phải hai phần miền tại tôi cho mùi năng rõ nè để copy nè đài nè để copy để lớp phổ phép pha bởi dưỡng nè ok ok chẳng mơ bởi dưỡng mơ nó lại nế vì chẳng rõ tu tao dưỡng đăng cho dư sở dưỡng nâng ná dưỡng trật cài rõ mơ nó phụ được xa vì lý lõng cho mùi năng sử vi bỏ server bởi dưỡng bỏ Windows server dưỡng trách á nè chẳng là bây nghi sử dụng cho mơ tại chung mùi dư sở nó có này ai mơ mơ nơi cái summary by on user này summary nè chương viên năng ly tại chung user thế này từ xa ta mình user có prá là nhóm sẽ ca chương ai mới ta chương ai per đến chương ai cho tạm ngày thì nè chương ai custom phần ai thôn ai nè chương ai cho ca select vô ngày nè là dương chọn rồi mà là dưỡng nè bạn bị store bàn được chỉ cài sập ngày vì lục lọc năng cháo nè là nhóm vô mà so mấy nhóm vô mà sao mấy yesterday ok yesterday ở miền tiết dân nhóm vô phòng bỏ thằng ngày muốn mà tịnh muốn chân dân miền ní thì miền user châu với này nâng nà rì chân dân mới về miền lại ní còn lại là có pra active có drop phẩm mán có sạch xe phẩm mán có phê phẩm mán thì nâng cao pra thì lưu phá đó nè ok có read file phẩm mán có read file phê rồi mượt cao phẩm mán cái file nó phẩm mán có create file nó phẩm mán file đấy quạt create file nó quạt cái file nó quạt cái para chế phẩm mán quạt move file nó mán quạt file read me nó phẩm mán hay nó copy copy path nó quạt copy phẩm mán đấy cái class ok chứ nó cái này ai bị chong chong bởi dụ vì mới mới đó cái này còn là chết cho lơ lệ nó mất nè ok đó mà nhóm chong mơ cả lại quạt copy nhóm mơ cho với nè quạt copy cái phổ quạt copy mũi nè chết lơ vì nó mất lệ mũi nó vì nó thua cả lịch chia report ở dương mùi nè cái thời ta nè cái này nè ấy nè phá copy paste cái activity nè
chứ mình bây giờ trong mơ chỉ một phép đi các bạn này nè chỉ phép cái samurai pha lại kê nè để tài quạt copy nữa nè bạn anh đi dùng mơ action quạt tụ tờ bỏ mình bỏ quạt nữa nè ok quạt copy file mới đi để location được quạt copy nó cứ nó không trải đi nè cái quạt copy nó là ngày nè ngày muối khai là muối màu bộ màu bay đọc bốn tí sai xong bởi vị nữ tí quạt nữ dân là kế chỉ phong cho viên bị sạc được đại system quạt bỏ máu thay phong cho user phong cho viên nó quạt bằng copy hay nâng phát pha muối đàn miền tí tăng thật nó không ảnh ý hay miền chung pha và phần này nè chứng dương ở nghĩa xu trong ca mơ mình tên ca trang mơ user bởi dưỡng đó nè và dương chọn mơ quạt rịt bộ mạng đây mà dương mơ tạm nè ok mùi tiết tệ tông chủ mùi nâng rồi chia cả lại mơ USB để chia nâng lại nâng tế ok nhóm xong rồi mơ tị sân ok chẳng là lơ nâng lại server audit cứ dương cả lại này dương thua ca audit lơ server bởi giờ này dương audit lơ phá xé nè này dương audit lơ server và ta miên ca cài prai ca verify cái là nè nhóm chọn sản con ngôn ngữ lại store USB store này nấy cứ mình đây tha cái mà thi pro là nấy vì ai thua ca trade từ nhóm dây phải đánh vì trade từ lưu USB bởi user p gọi được gọi p này được gọi đào châu với chúng mình làm computer một gọi đó nè hoặc là mình all phá lấy chain mình read mình verify copy pack chẳng tới trong một sân chỉ cả này gọi thò cả này nè gọi remove device ok plug in chẳng dương miền đấy nên nó khá để quạt bàn thôi cả đã là đã ấy cho tất cả nông computer tất cả nông machine và quạt dương miền lịch mở khả này anh ấy nè nó khá đã đọc dự USB cho hãy quạt thôi cả copy ấy cho nông nặng để cho nông khá nè ok cứ việc đấy là sao nhau miền active thì nó cứ việc lý ấy khờ nhỉ nè miền thức configure chúng mình ở đây mình mới chụm đúng thế nè nó không mơ chẳng nè ok nhóm ở ở cái line này tới nhưng còn là demo true true thế ta vì miền ấy khá nó còn này ảnh mở bán được lớn nó audit này vì miền audit từ lớn network share ok hay bán ok network share ta dương share nó share ai kế và client bởi dương ai kế khá nè yeah ok đấy tôi đo mối tiết cứ ăn là lãi còn đấy miền nhìn mình ok tên đi món ăn là lãi analytics chúng còn lại những viên thuộc cái underline ở dưỡng ta dương mình ấy khá khá lại đi unusual activity summary tab ok dương mơ mơ khá lại nâng ná dương mơ tới dương vô thành đây vì dòng mà dạy ok tại tôn chúng mới nâng alert mà alert nó cứ tại tôn nó bây để mình activity nè thông mây mùi đại đại gọi đại cả lãng và đại bản cả lãng viên nâng thuộc cái alert prap lên chị em bên đại đại can program nó dựng đăng ô này đi còn bạn delete ấy kì nè còn bạn thử ấy kì những dạng đang toàn bề nè còn là mấy cái check activity nào mối viên đang lột ở dạng khởi nhé nè thì viên là cái status ở dạng chắc nó thì đang so thì ai ở phía thờ bởi ai phía thờ bạn chỉ lấy mấy dạng phía thờ bạn nè dạng chọc luôn ai bán đó nè và ok cho mùi tiết tạo tông mùi nâng ca configure hình ý ca configure xử lý bố viết ra cho chọn ở viết thơ sẽ khá nè ở đây mới tiếp dân ai configure cho mỗi nâng này chị nhóm chưa trẻ than đã khăn ông ở sở thạ bạn bỏ dưỡng và còn chuyên mình mà sân chờ thầm sân ở nút dân ai chạp tục thao về chỉ workstation tại thuê ca connect này hay thuê ca tìm vô resource trên p server để dân bạn connect ai bộ quả chân mình ít chân bỏ dân trong thuê ca mình đây từ lơ user tầng ở nó đôi chia cả đọt USB cả ấy nó cả cái prime protein lơ computer một quạt mười mười nó cả tầm lạng ấy nó cứ dương ai thuộc ban lơ cam thì này nó cứ nó bây dương tầm lạng phần nó viên đường thuộc cả ly hay nó viên ly người ta viên bên workstation name ấy cái class viên bộ mà sẵn ok chứ dương ai thuộc cả audit server tầng ở nó hay dương rằng người ta dương ai mơ từ lơ activity một quạt để quạt prime lơ sân một quạt đây nè lại nè ok chẳng ở lại đi cái lại configure tu tư thế nè và chẳng ở lại cái lại configure admin lại admin nè mình bên đây thằng lấy dân a thuê chỉ SMTP đại sẹp send log send alert in từ căn tu sắp đầy bởi dân từ căn chỉ mềm bởi dưỡng nè
cả này do nhóm phơ được món đá để tàu chuẩn bị năng ảo lục á nè năng được bây giờ miền event nào mới cả lang là lớn ấy cứ vì năng ảo lợt nè ảo lợt ảo lợt tạm thủ sắp đáy ta tạm chỉ mẹ bây giờ này đi thua sử vấy SMTP nè ảo năng á và khi ai thua nó việc bàn thì nè và ok chân cảm thấy nếu nhóm đi mau tập bằng năng tế hay sẽ nhận ở khai chạp ở đó comment mất dạng tích động nét nhóm năng thua ca và hai mình ông đang ca tập lãng với nó ca configure với nó bạn ok chẳng ở những mình tập năng thế chụp cái này video khỏi bật tốt tiết nè mà sân chia dương mẹ ok ok con chào lẹp lìa.